Phương nha, rất vui được gặp lại cả nhà trong video kế tiếp của chú Phương. Cả nhà ơi, hôm nay chú Phương rất là vui luôn, vừa mới suy nghĩ ra một cái ý tưởng là sẽ đi bắt những cái con đó đó, bằng một cái vật dụng, đó là một cái thùng. Đây, một cái thùng, thùng này là cái thùng để mà Phương đựng cá nè cả nhà. Thì đến mùa nước nổi thì Phương hay dùng cái thùng này để mà mùa lúa chín bắt cá cạn thì lấy cái thùng này nè, cột con dây vô đây, cột vô trong thùng rồi cái lôi đi bắt cá bỏ vô trong đây nè. Ngày sáng Phương ra Phương ngồi nhìn đây, ôi sao giờ mình lấy cái thùng này thử, mình đi lên trên khu rừng ở trên này nè, rồi mình làm cái bẫy thử coi nó làm sao. Thì đây nãy giờ kêu nhoi trời nhoi đất hết trơn nè cả nhà. Phương có con gà con nè, Phương có con gà con thì Phương sẽ dùng con gà con này để làm mồi nhử. Rồi cái thùng này, thì Phương sẽ làm cái bẫy. Thì nó đây nó có một cái nắp dặn như thế này. Thì Phương có đem theo cái chai này cả nhà. Cái chai này thì Phương sẽ làm cái hôm. Phương có cái kéo. Giờ thì Phương làm tới đâu Phương nói tới đó luôn nha. Phương cũng không biết nó như thế nào nữa, nhưng mà bây giờ thì mình cứ làm đi. Cái cách nó như thế nào thì như thế đó nha cả nhà, chứ thật sự thì Phương cũng không biết kết quả nó như thế nào nữa, tại vì đó giờ cũng chưa có thử cái này bao giờ hết, không biết là nó có nhạy không hay là nó như thế nào thì không biết, mà mình cứ làm đi nha. Bây giờ thì Phương sẽ thử này, cái hôm nó tới đâu rồi đó. Tới đây mình sẽ cắt như này nha. Cái này thì làm cái hôm. Cái kéo của Phương nó cũng đập chiêu lắm, nó đứt chịch hả. Cái dao nữa nè, Phương có đem theo dao nhỏ nè. Cả nhà biết sao không, Phương dọn trên cái mảnh đất này không, để tí xíu nữa Phương quay cho cả nhà xem mấy cái heo. Đây, để Phương chỉ cho cả nhà xem mấy cái heo cái. Đây nè. Đây một cái hang này đó nha. Không phải nè. Bên đây nữa nè. Đây nữa nè cả nhà. Đây một cái hang nữa nha. Dài dài đây nữa nè. Đây. Cả nhà xem nè. Bên đây nữa. Tại vì ở đây là một cái chủng đất á. Một cái chủng đất cao, rất là cao luôn. Thành ra cả nhà biết sao không? Nhưng mà tháng nước lên á thì nước nó ngập từng dòng, nhưng mà cái mô đất này là cái mô đất này rất là cao luôn, thì tụi nó sẽ tụ hợp lại gom lại ở trên cái mô này. À, quay lại đây mình làm cái này nha. Làm cái hôm này cái đó. Cắt ở dưới đây luôn. Cắt cái phần cứng này luôn. Cái nhỏ đâu ta? Để mình làm thì nó sẽ không có giới hạn về cái độ to lớn của chúng ta luôn. Rồi, tôi sẽ cắt cái này ra nha. Hai nhà thấy rõ không?
Thôi cái lông dây của mình hơi bị ngắn à. Thì không có làm cho nó tụi nó bị đeo thì nó sẽ đi vào luôn. Cơ mà vào rồi á, cái nó đụng cái mũi nhọn mà cái tia nhọn á thì nó đeo, nó sẽ không có lên trên được. Mà nói chung với cái độ của cái thùng này á thì cũng không có đường nào mà lên trên được hết trơn á cả nhà ơi. Xuống nào. À, vô rồi. Đây. Đó cả nhà. Đứng lên nha. Cột này lên cái. Ok cả nhà. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ lông dây này đi. Xong rồi bây giờ Phương sẽ ra đó đốn ít cây tre lại đây nha các nhà.
ơi, thì hôm nay Phương không biết kết quả nó như thế nào nữa. Nhưng mà nếu nó không có được như ý của chúng ta muốn thì đợt sau chúng ta sẽ làm lại nha cả nhà. Thì bây giờ Phương sẽ đặt một cái camera ở cái hướng này và mình sẽ đợi kết quả nha cả nhà. Thì hy vọng là hôm nay trời sẽ nắng, còn nếu như mà trời có mưa hay là gì đó thì Phương sẽ tranh thủ chạy ra đây thật nhanh. Kết quả như thế nào thì chúng ta cũng sẽ thật là vui nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian xem video của Phương. Cả nhà cho Phương xin một lượt like, lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Phương nha cả nhà. À, bây giờ Phương sẽ đặt camera đây nha. Vô rồi cả nhà ơi. Wow. Wow. Con heo. Con heo cả nhà ơi. Vô rồi con con heo. Con gà còn. Gà bự quá nó nuốt không nổi, con này nhỏ cả nhà ơi. Wow. Đây cả nhà. Ôi ôi. Nó heo quá nha ơi. Còn con gà. Con này nó còn nhỏ, bởi vì nó nuốt con gà không nổi mà nó nghe mùi con gà nè cả nhà. Nay có được thành quả nha cả nhà. Wow. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương nha. Cả nhà cho Phương xin một lượt like, lượt đăng ký kênh để ủng hộ Phương nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại.